Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đã tới thăm tặng quà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô tại quận Cầu Giấy và quận Ba Đình. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm cựu thanh niên xung phong Nguyễn Huy Linh, cựu thanh niên xung phong Lê Quảng tại quận Cầu Giấy và thăm thương binh, cựu chiến binh Hoàng Xuân ở quận Ba Đình. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng ghi nhận những đóng góp của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ thành quả của thủ đô. Các đồng chí là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng dân cư trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe và sống có ích, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu. Động viên con, cháu tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy chính quyền quận Cầu Giấy và Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.